Hello everyone again and welcome to my video for learning some Vietnamese language. As I told you before that in the Vietnamese language we have many keywords and structure which are very popular in every conversation and speaking and writing. If you know these keywords and structure well, you can speak the Vietnamese language more easily and quickly. For last three lessons, we have learned about the classifier for the animal and for the living thing and for the non-living thing and also for the fruit. In the lesson, we will learn about classifier hoa. Again, hoa, hoa, hoa. In Southern Vietnamese language, and bông, bông in Northern Vietnamese for flowers. Now, repeat me again. Hoa, bông. Hoa, bông for flowers. Now we have some example. Hoa hồng, hoa hồng, a rose. Hoa lan, an orchid. Hoa táo, apple blossom. Hoa hướng dương, a sunflower. Hoa sen, a lotus. Hoa tulip. Hoa tulip, a tulip. Hoa cúc, a daisy. Hoa đào, pink blossom. Now we have some information question and answer with hoa or bông and gì. We have some new vocabulary here. Đó, that, là, to be, gì, what. Đó là hoa gì? Đó là hoa gì? Đó là hoa gì? What flower is that? Đó là hoa hồng. Đó là hoa hồng. Đó là hoa hồng. That is a rose. Hoa gì đó? Hoa gì đó? Hoa gì đó? What flower is that? Đó là hoa lan. Đó là hoa lan. Đó là hoa lan. That is an orchid. Now we have some more information question and answer with hoa or bông and gì again. You remember that we have learned the plural in the Vietnamese language. When you want to make the plural in the Vietnamese language, you do not need to change the verb or the noun like you do in English. In the Vietnamese language, you just have the word những or các before the noun. Again, we will review again. Những, các for plural, là to be. Gì, what? Đây là những hoa gì? Đây là những hoa gì? Đây là những hoa gì? What flower are these? Đây là những hoa hồng. Đây là những hoa hồng. Đây là những hoa hồng. These are roses. Những hoa gì đây? Những hoa gì đây? Những hoa gì đây? What flowers are these? Đây là những hoa táo. Đây là những hoa táo. Đây là những hoa táo. These are apple blossom. We have some more information question and answer with hoa, or bông and gì. Đây, this, là, to be, and these are, gì, what. Đây là hoa gì? Đây là hoa gì? Đây là hoa gì? What flower is this? Đây là hoa tulip. Đây là hoa tulip. Đây là hoa tulip. This is a tulip. Hoa gì đây? Hoa gì đây? Hoa gì đây? What flower is this? Đây là hoa sen. Đây là hoa sen. Đây là hoa sen. This is a lotus. So you have learned that the most popular structure for the question in Vietnamese language is đây là hoa gì? Đây là hoa gì? This is what flower? Đây là hoa tulip. Đây là hoa tulip. This is a tulip. Hoa gì đây? Hoa gì đây? What flower is this? Đây là hoa sen. Đây là hoa sen. This is a lotus.
Now we have some more general question and answer with hoa or bông. Phải không? Phải không? Is that correct? Là to be ambis a. Phải or đúng? It's correct. Vâng or dạ? Yes. Không? No. Không phải, không đúng. It's not correct. You look into the question. Đây là hoa sen, phải không? Đây là hoa sen, phải không? Đây là hoa sen, phải không? This flower a lotus? Vâng, nó là hoa sen. Vâng, nó là hoa sen. Phải, nó là hoa sen. Phải, nó là hoa sen. Yes, it is. Đây là hoa cúc, phải không? Đây là hoa cúc, phải không? Đây là hoa cúc, phải không? Is this flower a daisy? Vâng, oh dạ. Yeah. Or phải, or đúng, or mean yes. We have some new vocabulary here. You read with me again. Nó, it, là, to be am is are. Phải, or đúng, is correct. Vâng, or dạ, yes. Không, no. Không phải, không đúng, is not correct. Đây là hoa hồng, phải không? Đây là hoa hồng, phải không? Đây là hoa hồng, phải không? This flower a rose? Không, nó không phải là hoa hồng. Không, nó không phải là hoa hồng. No, it's not. Đây là hoa cúc, phải không? Đây là hoa cúc, phải không? Đây là hoa cúc, phải không? This flower a daisy? Không, không phải, không đúng. No. We have some more general question and answer with hoa and bông here. Đây là hoa tulip, phải không? Đây là hoa tulip, phải không? Is this flower a tulip? Không, nó không phải là hoa tulip. Không, nó không phải là hoa tulip. No, it's not. Đây là hoa đào, phải không? Đây là hoa đào, phải không? Đây là hoa đào. Phải không? Is this flower a bit blossom? Không, không phải, không đúng. Or mean no. Đây là hoa táo, phải không? Đây là hoa táo, phải không? Đây là hoa táo, phải không? Is this flower an apple blossom? Phải, nó là hoa táo. Phải, nó là hoa táo. Vâng, nó là hoa táo. Vâng, nó là hoa táo. Yes, it is. Đây là hoa sen, phải không? Đây là hoa sen, phải không? Đây là hoa sen, phải không? Is this flower a lotus? Vâng, dạ, phải. Now we have some more general question and answer with hoa. We review the vocabulary again. Day or night, this, thích, like. And anh, chị, em, bạn, for you. You have learned that the word you in Vietnamese language, you can have many words for that. If you are talking to an older man or a young man, you can use anh for you. But if you are talking to an older woman or a young woman, you can use chị for you. But if you are talking to a younger people, a younger person, a man or a woman, you can use em for you. And if you are talking to the people with the same age, you can use bạn for you. Vâng, or dạ, yes. Không, no. Có, to have. Anh thích hoa cúc này không? Anh thích hoa cúc này không? Anh thích hoa cúc này không? Do you like this? Vâng, tôi thích hoa cúc này. Vâng, tôi thích hoa cúc này. Vâng, tôi thích hoa cúc này. Yes, I do. Anh thích hoa sen này không? Anh thích hoa sen này không? Anh thích hoa sen này không? Do you like this lotus? Vâng, dạ, phải, đúng. Or mean yes. Again, we have some new vocabulary here. Please read with me. Day or night, this, bán, sell, anh, chị, em, bạn, you, của, of. So today lesson, you will learn one more word, của, for, possessive.
it means of. So you can think that của anh will be your, của chị also your, của em, của bạn all mean your. So that the word của is for possessive. It means of. You will learn this one later. Cửa hàng, shop, có, không, yes, no question. Cửa hàng của anh có hoa hồng không? But here, you see that in this sentence, I put the word của in the bracket. It means that in the everyday conversation, you can have the word của or sometimes you do not need the word của also. You can see in the sample. Cửa hàng của anh có hoa hồng không? You can also say this sentence. Cửa hàng anh có hoa hồng không? Both sentences are correct. It means does your shop have or sell a rose? Không, cửa hàng của tôi không có hoa hồng. Also, không, cửa hàng tôi không có hoa hồng. It should be mean no, my shop does not have. Again, cửa hàng của anh có hoa hồng không? Does your shop have or sell a rose? You answer, không, cửa hàng của tôi không có hoa hồng. Or, không, cửa hàng tôi không có hoa hồng. It means, no, my shop does not have. Anh có bán hoa sen không? Anh có bán hoa sen không? Anh có bán hoa sen không? Do you sell lotus? Không, no. Now we have some more questions. You have a new vocabulary here. Mua, buy. Có không? Yes, no question. Anh có mua hoa lan này không? Anh có mua hoa lan này không? Anh có mua hoa lan này không? Do you buy this orchid? Không, tôi không mua hoa lan này. Không, tôi không mua hoa lan này. Không, tôi không mua hoa lan này. No, I do not. Anh mua hoa hồng này không? Anh mua hoa hồng này không? Anh mua hoa hồng này không? Do you buy this rose? Không. Anh mua hoa tulip này không? Anh mua hoa tulip này không? Anh mua hoa tulip này không? Do you buy this tulip? Có, tôi mua. Yes, I do. Anh mua hoa đào này không? Anh mua hoa đào này không? Anh mua hoa đào này không? Do you buy this peach blossom? Dạ, yeah. Or có, or vâng. Or mean yes. Now we have some more question here. Có, không, yes, no question. Muốn, want. Anh muốn mua hoa cúc này không? Anh muốn mua hoa cúc này không? Anh muốn mua hoa cúc này không? Do you want to buy this daisy? Không, tôi không muốn mua hoa cúc này. Không, tôi không muốn mua hoa cúc này. No, I do not. Anh muốn mua hoa hồng này không? Anh muốn mua hoa hồng này không? Anh muốn mua hoa hồng này không? Do you want to buy this rose? Không. Anh muốn mua hoa lan này không? Anh muốn mua hoa lan này không? Anh muốn mua hoa lan này không? Do you want to buy this orchid? Vâng, tôi muốn mua. Vâng, tôi muốn mua. Yes, I do. Anh muốn mua hoa đào này không? Anh muốn mua hoa đào này không? Anh muốn mua hoa đào này không? Do you want to buy this peach blossom? Dạ, yeah, có, or vâng, or mean yes. Ah, you have some more yet the question and answer with hoa and adjective here. I hope that you still feel happy to see all this video. Again, day or night, this, day, pretty, to or learn, big, vâng or dạ, yes, đó, that, nó, it, hoa hồng này đẹp không? Hoa hồng này đẹp không? Hoa hồng này đẹp không? It is real pretty? Không, hoa hồng này không đẹp. Không, hoa hồng này không đẹp. Không,
Hoa hồng này không đẹp. No, is it not? Hoa cúc này to không? Hoa cúc này to không? Hoa cúc này to không? Is it daisy big? Không. And you have some more vocabulary here. Day or night, this. Nhỏ, small. Cũ, old. Vâng or già, yes. Mới, new. Có, to have. You can look into the question. Hoa hồng này mới không? Hoa hồng này mới không? Hoa hồng này mới không? Is this rose new? Vâng, hoa hồng này mới. Vâng, hoa hồng này mới. Yes, it is. Hoa lan này cũ không? Hoa lan này cũ không? Hoa lan này cũ không? Is this orchid old? Vâng, or già, or phải, or đúng. Or mean yes. Again, we have some more vocabulary. Day or night, this. Mới, new, cũ, old. Vâng, or già, yes. Phải, or đúng, correct. Có, to have. Hoa cúc này cũ, phải không? Hoa cúc này cũ, phải không? Hoa cúc này cũ, phải không? This daisy is old, correct? Is this daisy old? Phải, hoa cúc này cũ. Phải, hoa cúc này cũ. Yes, it is. Hoa hồng này mới, phải không? Hoa hồng này mới, phải không? Hoa hồng này mới, phải không? Is this rose new? This rose is new, correct? Không. Ah, that's all for today's lesson. Thank you for you to watch all my videos about learning some more Vietnamese language. I wish you feel happy all the time. Again, please contact with me if you like to have original videos and a PDF file for the lesson. See you again in next video and next lesson. In next video, we will learn classifier, cây, for all the plants or trees in the Vietnamese language. See you again later. Thank you. Cảm ơn. Tạm biệt.